Xin chào các bác, rất vui được gặp lại các bác trên kênh YouTube của Đồng hồ Quang Lâm. Và ngày hôm nay bên em có về với các bác một mẫu đồng hồ của thương hiệu Seiko. Đây nó là hàng được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam các bác nhé. Đó. Về kèm thì các bác sẽ có đầy đủ bảo hành quốc tế đi kèm cho chiếc này. Chiếc này sẽ được Đồng hồ Quang Lâm bảo hành 2 năm và trong đó có 1 năm bảo hành quốc tế. Hàng mới và phân phối chính hãng. Ở đây các bác có thể check cái mã của chiếc này, nó là SNE523P1, kính sapphire và chống nước 100m, pin của nó là pin solar và máy dùng máy V168, à em xin là V158. Hàng mới các bác nhá, nguyên siêu. Xem mặt đường kính 40. Độ dày ở đây là 10,1 và lắc to lắc trên chiếc này là 47. Hợp với các bác tay vừa và tay nhỏ 15 đến 17 là các bác đeo sẽ đẹp. Mặt đeo ở trên chiếc này thì nó sẽ có hơi có màu màu trắng pha chút xám xám. Đó. Kim cọc đính nổi các bạn nhé. Thiết kế 3 kim 2 lịch. Rất đơn giản. Logo Seiko góc 12 giờ. Lịch ngày lịch thứ ở bên góc 3 giờ solar. Đó. Movement Japan và tên bù máy V158. Kính sapphire. Núm chỉnh giờ bên góc 3 giờ thì không có logo. Còn mặt sau thì các bác sẽ có các cái thông số cơ bản. Kính sapphire này chống nước 100m. Thép không gỉ. Sản xuất và lắp ráp kiểm định tại nhà máy của Seiko ở nước thứ ba Trung Quốc hoặc Thái Lan và sau đó xuất ra thị trường quốc tế và trong đó có thị trường của Việt Nam. Ở đây chúng ta sẽ có đáy xoáy đầy đủ, tem xuất xưởng và tem nhập khẩu chính hãng và thị trường Việt Nam. Ở đây các bác sẽ có dây thép đúc đặc và khóa xiên các bác, à, em sẽ là khóa có logo các bác nhé. Em sẽ lên thử trên tay 17 chiếc này. Với size 40 thì các bác tay tầm khoảng 15 đến 17 là đeo sẽ đẹp. Pin solar, kính sapphire, 3 kim 2 lịch. Giờ rất chuẩn chỉ các bác nhé. Pin thì không cần phải thay, chống nước 100m. Chiếc này bên em về được một chiếc thì giá hiện tại là 4 triệu 350 nghìn. Mã của chiếc này là 4180. 4 triệu 350 nghìn. Giá này thì bên em đang sale khoảng 30% so với giá niêm yết của hãng và các bác có thể đặt hàng trực tiếp tại website đồnghoquanglam.com. Mã 4180, 4 triệu 350 nghìn. Cái giá này thì có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm và bất kỳ khi nào các bác muốn check thì các bác có thể truy cập vào website, ấn vào tìm kiếm mã 4108 sẽ ra giá và chương trình khuyến mại tại thời điểm đó. Ngoài ra thì các bác có thể liên hệ đến bên em, các đầu số để các bác liên hệ là 1900 này 3468, hai số di động 0915 559 883 hoặc số 0834 696699 hoặc là các bác có thể qua trực tiếp tại 57 ô Chợ Dừa Đống Đa Hà Nội để thử trên tay mẫu đồng hồ này. Đồng hồ Quang Lâm xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.